Vậy là mình đã xong được cái hành trình ở Movenpick 3 ngày 2 đêm rồi. Hãy cùng Trang nhìn lại cả một hành trình 3 ngày 2 đêm này với Movenpick thì trải nghiệm của mình như thế nào ha. Và hỏi rằng đây có phải là một trong những resort mà mình recommend các bạn tới khi đi Phú Quốc hay không? Thì câu trả lời là có. Lý do tại sao? Cùng theo dõi nha. Movenpick thì sẽ nằm tách biệt ra khỏi khu trung tâm luôn, cho nên một khi mà bạn ở Movenpick rồi, chị nghĩ là bạn nên dành thời gian để mà tận hưởng thời gian ở đây hơn, so với cái việc là sẽ nghĩ là ở Movenpick xong mình đi vào bên trong Dương Đông để đi chơi thì nó sẽ hơi khó. Lần này sẵn vì đi side check cho đám cưới ở Movenpick, cho nên là thành ra tụi mình cũng chọn ở một cái hạng phòng rẻ nhất để xem coi là có cái bất tiện hay không và cung cách phục vụ sẽ như thế nào. Hello hello, bây giờ sẽ dẫn mọi người đi room tour ở phòng mà tụi mình book ở Movenpick nha. Điều mà mình rất là thích ở đây là cho dù bạn ở hạng phòng nào, mình tin rằng là bạn vẫn sẽ có những cái trải nghiệm rất là tốt. Có một số những cái yếu điểm nhìn ra được ở Movenpick là những phòng nào mà ở trên những cái tòa mọi người, nước nó không có được mạnh cho lắm. Tương ứng rằng nếu như mà bạn vừa mở cả vòi rửa tay, vừa mở xả cả bồn tắm và vừa đi tắm cùng một lúc thì nước sẽ cực kỳ yếu luôn. Bạn chỉ có thể dùng 1 trong 3 hoặc là maximum là 2 trong 3 cái thiết bị đó thôi thì nó mới ổn. Giá thành ở Movenpick thì sẽ dao động từ 3 cho tới 17 triệu vào khoảng thời gian mà mình đang đi nha. Và các bạn có thể sign được những cái deal tốt hơn trên các cái ứng dụng như là Agoda, Booking, Hotel hay là Traveloka. Thì mọi người cứ thế mà theo dõi nhé. Hỏi rằng là Movenpick có sexy hay không thì theo mình nó sẽ sexy theo một kiểu khác. Như là các bạn nằm ở trên giường, các bạn có thể nhìn thẳng vào cái bồn tắm, người yêu của bạn có thể múa này nọ cái kiểu thì cũng rất là sexy. Nhưng mà để nói rằng cái độ riêng tư của nó thì cho dù là các bạn ở villa biển hay là villa hồ thì nó vẫn là không gian mở. Cho nên là thành ra gọi là 100% để mà các bạn có thể thoải mái tung tăng nát kè thì không có được đâu, cũng hơi ngại đó. Sẵn thì tụi mình cũng đi luôn cả cái ballroom. Thì phòng này thì mọi người thường sẽ cho thuê để làm hội nghị hoặc là làm những cái after party cho các cái đám cưới được tổ chức tại Movenpick. Đèn ok, nói chung là âm thanh ok, nhưng mà cũng chua lắm nha mọi người ơi. Khi mà mình nhìn cái bảng báo giá thuê nhẹ thì cũng hơi chua nhẹ đó. Một điểm cộng rất lớn ở Movenpick mà mình cực kỳ thích luôn là đồ ăn ở đây ngon nha mọi người. Vị rất là dễ ăn và họ cho rất nhiều đồ nêm. Theo cái kiểu là mình muốn có đồ nêm nào họ cũng sẽ có. Và cái này là mình bất ngờ nhất là vào buổi sáng. Tại vì buổi sáng khi đó là mình chọn ăn phở. Mà bình thường khi mà mình đi những cái khách sạn khác á, mình ăn phở mọi người, cái phở họ có thể là họ sẽ cho bạn tương ớt là nhiều nhất rồi, nhưng mà cái tô phở mà mình ăn ở Movenpick đó nó 80% như là một cái tô phở mình ăn bên ngoài và có đủ hết tất cả các loại đồ nêm nha, ngay cả tỏi ngâm cũng có luôn, cho nên là mình rất là thích. Ngày hôm qua là mình ăn cơm chiên ghẹ và cơm chiên ghẹ cũng cực kỳ ngon luôn, rất được vị mình, rất là được lòng mình luôn. Sau đó tụi mình có kêu đồ ăn lên phòng á, thì ăn sushi cũng ngon nè, và ăn cái ấn, đồ ăn ấn cũng ngon luôn. Ngon quá, ngon lắm mới được ăn cái bữa là chất lượng luôn á. Mình đánh giá rất là cao bữa ăn sáng ở Movenpick, tại vì Movenpick có rất là nhiều những cái nhóm thức ăn khác nhau, dành cho người ăn chay cũng có nè, Western ăn theo kiểu Tây cũng có, ăn theo kiểu Việt cũng có, ăn theo kiểu Trung cũng có, ăn theo kiểu Hàn cũng có luôn. Mấy bạn mà thích ăn trứng ngâm tương hay là những cái đồ ăn Hàn là có hết, bánh mì này nọ, trời nói chung là nhiều lắm.
nhiều đến một mức độ mà mình kiểu giống như là mình ngỡ ngàng và mình rất là thích luôn. Nếu như hỏi rằng đó là ở Phú Quốc thì khách sạn nào mà mình nghĩ là ăn sáng ngon nhất á, thì hồi trước, năm trước mình nghĩ đó sẽ là Salinda. Tại vì Salinda hồi trước mình đi mình ăn mình rất thích luôn. Bây giờ thì sau khi mà mình đi Movenpick rồi thì mình đổi là mình sẽ chọn Movenpick sẽ là cái chỗ ăn sáng mà mình thích nhất. Tại vì nó còn có cả những cái option dành cho những cái người mà ăn clean, tức là những cái người mà đang ăn theo kiểu lành mạnh, hoặc là các bạn đang giảm cân hả, dư sức luôn. Ở đây nó có rất nhiều những cái món các bạn có thể ăn khi các bạn giảm cân luôn. Đây là một cái dạng, một cái shop. Hôm nay hơi tiếc là mình xuống hơi trễ, gần hết giờ ăn sáng rồi nên thành ra là mình không có lấy được một cái shot còn lại. Mỗi một ngày thì họ sẽ cho tụi mình offer là hai dạng shot khác nhau. Ngày hôm qua thì mình uống một cái shot chanh dây nè, với củ dền nè, với lại watermelon là dưa hấu. Còn một loại nữa thì nó sẽ là thơm mút với cái gì á, để mình quên mất tiêu rồi. Nhưng mà nói chung là cái shot này rất là ngon, nó kiểu giống như là super shot nha mọi người, cho nên là mình thấy quá là được luôn. Và nước ép ở đây thì sẽ là nước ép tươi, chứ nó không phải là cái dạng mà các bạn biết không, là nhiều khách sạn họ sẽ mua những cái nước ép đóng chai xong họ sẽ đổ vô bên trong cái bình nước ép của các bạn, thì cái này nó không phải, mà nó là nước ép tươi nên mình đánh giá rất là cao. Mình rất là thích những cái nơi mà họ sử dụng những cái nước ép tươi giống như thế này. Thì đây chính là về những cái mà về ăn sáng mà mình kiểu mình quá là thích luôn, mà mình 10 điểm đó, hoặc là Movenpick Trump phải để cho mình phải để 10 điểm về cái vấn đề ăn uống, mình quá là thích. Cho dù là ngay cả ăn home, like ăn room service, là ăn tại phòng, những cái menu đồ ăn tại phòng cũng ngon, hay là ăn ở nhà hàng cũng ngon luôn. Ăn từ hôm bữa tới bây giờ là mình chưa có chê bất kỳ một cái món nào ở Movenpick cả. 10 điểm nha, 10 điểm đoạn này nha. Yeah, it's a good option. There's definitely a couple challenges we'll have to figure out. And so what do you think the challenge is? The most challenging? Pretty much. Vậy thì đợt này có những cái điều đáng tiếc gì mà Trang chưa làm ở Movenpick? Thứ nhất đó là mình cũng chưa có đủ thời gian để trải nghiệm đi spa và các cái tiện ích ở đây nhiều. Ngay cả cái việc mở phòng gym cũng chưa kịp đi gym ở đây nữa, mặc dù là đã mang cả đồ gym và plan sẵn rằng là mình sẽ tập gì luôn rồi đó. Cho nên thành ra nếu như các bạn rất là muốn tìm hiểu về Movenpick một lần nữa thì cũng đừng quên để lại comment cho Trang nha, để Trang có thể quay trở lại Movenpick và review chi tiết hơn ở những cái trải nghiệm khác nữa. Vậy thì ngoài những cái ưu điểm mà Trang đã nói trong video thì còn có ưu điểm gì mà mình rất là thích ở Movenpick nữa? Đó chính là cái sự bự ở đây. Vì nó rất là bự, cái khuôn viên rất là to, nên là thành ra tụi mình sẽ không bị rơi vô cái tình trạng đó là tuy là rất là đông khách nhưng không có bị kiểu chật khích, đi tới đâu cũng gặp người. Không phải là như vậy, cái đó là cái mà mình cực kỳ thích luôn. Bên cạnh đó là ngoài ra nó có những cái hoạt động nhỏ nhỏ cực kỳ dễ thương, và mình thấy rằng là những cái hoạt động này cũng cực kỳ phù hợp cho gia đình, và nhất là những gia đình nào mà có con nhỏ thì cũng cực kỳ đã luôn. Đó chính là họ sẽ cho bán ice cream nè, là kem trong khoảng thời gian, nếu mình nhớ không lầm, là từ 1 giờ rưỡi cho tới 6 giờ tối. Rất dễ thương, cute, cho nên thành ra ví dụ như các bạn trong trời nóng là nóng có thể mua kem và ra biển ngồi ăn vui cực. Cái số 2 nữa là nó sẽ có một cái khung thời gian nè, cho các bạn nhỏ, ngay cả người lớn thích ăn chocolate thì các bạn nó sẽ có một khoảng thời gian đó là ngay chỗ đối diện cái chỗ mà check-in của mình á, nó sẽ từ khung giờ từ 3 giờ rưỡi tới 4 giờ rưỡi thì phải, thì sẽ cho free hoàn toàn tất cả khách ở Movenpick có thể tới và thưởng thức cái tiệc chocolate đó miễn phí. Mình nghĩ là những bạn nào mà có cháu hoặc là dẫn gia đình, có hoặc các bạn đã có con, thì đây là một hoạt động cực kỳ dễ thương và kiểu đã super cute, super cute. Tiếp theo, nếu các bạn có thể đi vào ngày thứ bảy á thì các bạn có thể tận hưởng được thêm một cái pool party nữa. Vì ở đây họ có nhiều nhóm khách ở nhiều nhóm nước khác nhau, cho nên là các bạn có thể gọi là gần như là tận hưởng nhạc ở khắp nơi trên thế giới với nhiều kiểu khác nhau luôn, super cute. Về vấn đề giá, như là Trang đã đề cập cho từng cái hạng phòng ở đây rồi thì các bạn sẽ cần phải chú ý một cái xíu nha. Có khả năng rằng là khi mà các bạn lên, các bạn book ở trên những cái app, các bạn nhớ phải ghi nhớ cho Trang đó là phải xem coi là mình đặt cho bao nhiêu người. Có khả năng rằng ví dụ như là bạn đặt một cái villa 3 phòng ngủ, được không? Nhưng mà số người chỉ có 2 người thôi thì giá nó sẽ rẻ hơn so với lại cái villa 3 phòng ngủ nhưng mà là cho 6 người, 6 trẻ em, kiểu như vậy. Cho nên là các bạn phải check thật kỹ là số người bước vào cái villa đó để ra được cái giá tốt hơn và cái giá chính xác nhất. Cái thứ hai nữa là ở đây họ sẽ yêu cầu mình là deposit 2 triệu khi mà mình check-in vào.
Thì cái deposit 2 triệu này á, nếu như mà tụi mình là dùng thẻ Visa hoặc là Master, những cái thẻ trả trước á, mà là ở Việt Nam thì nó sẽ đỡ, là nó không có quy đổi, nó không có cái tiền mà chuyển đổi từ đồng này qua đồng kia thì không sao. Nhưng những cái bạn nào mà đang sử dụng những cái thẻ của nước ngoài á, thì mình khuyên các bạn nên dùng tiền mặt đi. Thì nếu như thẻ của bạn á, nó có mất phí chuyển đổi tiền từ đồng này sang đồng kia á, thì khi mà bạn deposit á, nó sẽ bị mất khoảng tầm 2,5%. Nhưng mà sau khi mà họ refund lại thì họ sẽ không refund lại 2,5% đó cho bạn ha. Vậy thì nhớ chú ý ha, tới đây hãy cầm 2 triệu tiền mặt để có thể deposit được cho dễ. Còn giá cả đồ ăn và đồ uống ở đây thì sao? Mình thấy là giá cả đồ ăn và đồ uống ở đây nhưng cộng với lại cái chất lượng thì thật sự ra là nó cũng không có đắt lắm. Gần như là nó ngang bằng với cái việc là bạn đi uống một ly cà phê ở những nơi như là Starbucks ở Sài Gòn thì giá nó cũng tầm cỡ vậy mọi người. Chứ nó cũng không có quá đắt mà kiểu extremely là mắc ơi là mắc thì không phải. Nên là mọi người cũng yên tâm ha. Về chất lượng của cà phê thì đối với mình là ổn. Nếu mà hỏi là nó có xuất sắc hay không thì nó sẽ không xuất sắc. Nhưng mà nó có xuất sắc với lại resort hay không thì đối với mình, đối với resort thì đây là đã rất là tốt rồi. Cà phê không khét, không khét lạc. Cà phê không đáng lẹ, nói chung là cà phê ok, ổn, được. Good. Last but not least là ở đây thì do là thật sự là Movenpick là khá là mới nha mọi người. Do là từ năm 2019 là họ đã xây dựng rồi. Nhưng mà họ shop open lên một tí xíu là đóng vì dịch. Sau đó là đến tận năm 2022, bắt đầu từ đầu năm 2022 á, thì họ mới hoạt động thật sự. Cho nên rằng là hỏi rằng là Movenpick là họ có đủ lâu hay chưa thì câu trả lời là chưa có đủ lâu. Cho nên á, là mình cũng chưa thể nào chắc chắn được 100%. Nó có sự thay đổi lớn mà phong cách dịch vụ hay là về đồ ăn đồ uống hay không thì cái này chưa dám trả lời. Nhưng với trải nghiệm hiện tại của mình á, thì mình thấy là tất cả các bạn nhân viên ở đây rất là dễ thương, chịu thương chịu khó cực kỳ luôn. Và một cái cuối cùng đó chính là ở đâu thì cũng có cái space to improve, tức nghĩa là vẫn có những cái khung để mà có thể cải thiện tốt hơn. Cho nên là mình nghĩ là nếu như tất cả các bạn tới tới Movenpick hay bất kỳ những cái resort nào á mà họ chuyên nghiệp bao nhiêu, chính là cái khi mà mình gửi những cái comment, mình gửi những cái feedback và họ lắng nghe mình như thế nào, thì ở đây mình thấy họ cũng làm tốt được cái chuyện đó rất là nhiều. Bởi vậy hỏi có nên thử không thì chắc chắn nên thử Movenpick nha. Vì với rất nhiều khung giá tiền khác nhau, bạn có rất nhiều lựa chọn để có thể ở Movenpick.